Chào tất cả các bác. Ở video clip này em sẽ lên một bộ cấu hình cực kỳ hay và rẻ cho các bác, và đậm chất nghe hay bầy đẹp các bác. Các bác có thể thấy, nghe thấy cái tiếng ngọt ngào nó được phát ra ở bộ nghe nhạc rất rẻ tiền này các bác. Và tại sao đôi loa này em lại ghép với chiếc âm ly này? Bởi vì đây là một đôi loa Pioneer mã là T3. Những đôi loa Pioneer cổ này nó có cái độ nhạy rất là cao, 98 dB, và một con chép mít chép giấy các bác, có vi tinh chỉnh. Các bác có thể vặn tinh chỉnh biến thiên theo tùy từng cái thể loại nhạc các bác nghe. Ví dụ những bản nhạc các bác đang nghe đây chẳng hạn, thì các bác có thể vặn hết cỡ cái vi tinh chỉnh cho cái tiếng trung và tiếng mít, tiếng chép của nó được lung linh. Và nó có lỗ thông hơi phía trước, các bác có thể nhìn thấy đấy ạ. Và đôi loa này của em thì tất cả ê căng đầy đủ, rất là đẹp các bác. Căng của nó đây, căng rất đẹp các bác nhé, căng đẹp như mới luôn. Nhưng mà cái thùng của nó thì các bác có thể nhìn thấy đây ạ, em tiến gần thì các bác thấy ạ. Nó chỉ bị sứt một tí đây do vận chuyển thôi các bác, không ảnh hưởng gì, nếu đậy căng vào thì sẽ không nhìn thấy luôn. Đây các bác, rất may là căng của nó còn như mới, nên là các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp. Và đôi loa này để các bác giá lỗ vốn 3.900.000 đồng các bác nhé. 3.900.000 đồng đôi loa này giá lỗ vốn. Và chiếc âm ly Pioneer SX đánh với nó hay hết mức luôn. SX550 cực kỳ đẹp đấy, để các bác giá 5 triệu tròn các bác. 5 triệu tròn, hàng cực đẹp, đẹp cứng tay luôn. Các bác có thể nhìn đẹp như mới, phải dùng từ như mới luôn các bác, rất nặng các bác. FM108, hàng xuất Mỹ, chạy điện 120, lâu lớp đầy đủ, đánh hai cầu AB, A cộng B, đau tay quá các bác, rất là nặng. Và con âm ly này cho cái tiếng kết hợp với đôi loa này, tiếng ngọt ngào vô cùng các bác. Và cả bộ này các bác chỉ có mất 8.900.000 đồng. Một bộ Pioneer, loa Pioneer đánh vào âm ly Pioneer cực kỳ hay các bác. Bass 25 các bác nhé, đây một dòng bookshelf Bass 25 của Pioneer. Đấy các bác, 3.900.000 giá lỗ 4 các bác. Các bác có thể mua lẻ được món luôn. Ngày xưa ta quen từng viên ngã quanh sân trường. Này nghe sao khác cực kỳ đẹp các bác ơi. 3.900.000 cho một đôi loa, em bán lỗ vốn luôn. Tàu đưa ta đi, tàu xe đón ta vui. Bộ em ghép lên như vậy các bác yên tâm, chất nếu các bác mua cả hai sản phẩm thì cái chất âm các bác mang lại các bác ngỡ ngàng luôn, bởi vì em đã ghép. Em đã nhấc rất nhiều âm đi vào để em ghép ra cái chất âm nó hay nhất. Nên các bác cứ yên tâm mà mua cả hai món. Rồi, các bác có nhu cầu lấy bộ này thì em xin qua số điện thoại hoặc gọi điện 098 119 3686. Em giao hàng toàn quốc, các bác đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký giúp em. Đó, cái logo của cái căng đây có thể chỉnh lại cho thẳng đấy các bác. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Em soi lại qua một chút cho các bác xem đôi loa rất đẹp các bác. Bỏ gỗ và chiếc âm đi đẹp như mới luôn. Quá chất. Rồi, xin chào các bác. Chỉ 8.900.000 đồng cả bộ.